Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến tiếp tục làm khởi công thêm một căn nhà nữa, đó là căn nhà của ông bà cụ Thọ, thì ông bà mai đồ của cô chú anh chị. Thì trước tiên Yến cũng xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình ông bà có một ngôi nhà mới để ông bà có thể ở lúc tuổi già. Dạ thì như thường lệ thì mỗi lần khởi công nhà thì Yến nhận được phần quà, đó là một ký thịt heo với lại 20 cái trứng vịt là của gia đình cô chú Hậu Tuyết ở bên Toronto, Canada gửi tặng cho gia đình. Dạ xin cảm ơn cô chú. Và ngoài ra thì cũng xin thông báo thêm về cái số tiền mà cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho ông bà. Thì mình có thay đổi một chút xíu. Hôm trước thì Yến có thông báo số tiền nhận được là 82.844.000 đồng. Thì hôm nay Yến có nhận được thêm số tiền là 9.263.000. Thì trong đó là bao gồm gia đình cô Lệ Châu Marie ở Canada gửi tặng 100 Canada tương ứng 1.815.000 đồng. Cô có pháp danh là Hội Ngọc gửi tặng 500.000 đồng. Cô Hòa ở Mỹ gửi tặng 2.268.000 đồng. Ông bà Côn Nhường ở Oklahoma ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.680.000. Tổng số tiền nhận thêm là 9.263.000 cộng với số tiền hôm trước là 82.844.000 thì tổng là 92.107.000 đồng. Dạ thì Yến cũng xin thay mặt cho gia đình ông bà xin cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ thêm cho ông bà. Thì về cái phần nhà thì chút nữa Yến sẽ thông báo sau. Bây giờ Yến sẽ đưa cô chú anh chị cùng Yến mình đi gặp ông bà để trao cái phần quà này trước một cái. Dạ. Nhà của ông bà là ngay khu vực này nè, vì bữa nay là đã dỡ nhà hết rồi cô chú anh chị. Để chút nữa thì Yến sẽ nói riêng về cái phần nhà. Dạ. Dạ con chào ông. Dạ con chào bà. Dạ. Bữa nay là mình làm khởi công nhà ha ông bà ha. Dạ. Như thường lệ thì có gia đình cô chú Hậu Tuyết ở Canada tặng cho gia đình mình ký thịt heo với 20 cái trứng vịt. Dạ. Này đây con để đây đỡ cái đi ông ơi. Dạ. Thì bữa nay là mình khởi công làm nhà ha ông ha. Dạ. Bữa giờ trong thời gian này thì ông dự định là ông bà ngủ ở đâu? Ngủ ở sao này nè. Đi vòng vòng kiếm được nó sao con cháu thằng cháu nó cũng cho ngủ đỡ vài bữa. Dạ, mình ngủ ké bên nhà của người cháu ha. Dạ về phần vật tư thì Yến không có để cho ông giữ, tại vì ông cũng bà cũng lớn tuổi rồi cô chú anh chị, cho nên là Yến sẽ kiếm chỗ gửi cho ông bà, không có cho ông bà phải ngủ giữ. Ông bà sẽ kiếm nhà của người cháu ha ông bà. Người cháu. Cháu là cho ngủ giữ ha. Dạ bữa nay được khởi công làm nhà ông có mừng không? Dạ mừng lắm chứ trời. Dạ. Nó mấy bữa ngủ ở nhà này nước nó vô nhóc hết trơn. Dạ. Nó muốn ngập luôn. Dạ. Bị cái ông cống người ta bít là rồi nó không có thoát được á. Dạ. Rồi ở trên nó đổ xuống. Dạ. Bị cái nóc nó bung rồi. Dạ rồi cũng nhờ cảm ơn mà mấy nhà tài trợ Mạnh Thường Quân trân trọng kính cảm ơn những nhà hảo tâm rồi đó. Dạ. Cho giúp đỡ cho mà vợ chồng già này có chỗ ở cho nó được, có che nắng che mưa. Dạ dạ dạ. Để con qua hỏi thăm là bà chút xíu nha ông. Dạ, cứ ngồi chơi ha. Dạ khỏi làm gì đâu cứ ngồi chơi đi. Dạ dạ con chào bà. Dạ. Bữa nay được làm nhà bà có mừng không? Mừng ha bà ha. Dạ. Rồi gán mình ở nhà ké của người cháu đỡ cỡ nửa tháng ha. Là mình xong là mình có nhà mình dọn vừa ở ha bà ha. Dạ. Cảm ơn thằng Quân. Dạ. 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 Không mấy thấy nữa. Dạ. Rồi, vậy bây giờ ông với bà cứ ngồi đây nghỉ ha, để con đem cắt cái này cho ông bà rồi xong cái con quay cái nhà cái ha. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị, về cái phần đất của ông bà thì Yến đang đứng ở trên phần đất này là mình đã dỡ cái nhà cũ ra rồi. Bữa nay thì chủ yếu mình phải đập mấy cái nền cũ này, đập mấy cái nền này ra để mình làm lại cái nền cho nó bằng phẳng. Dạ thì hồi trước cô chú anh chị cũng biết ở nhà của ông bà thì cái phần đích nhà đó là sẽ hướng ra cái sông. Nhà cái sông là ở ngoài đây. Và khi mà Yến xây á thì hôm bữa Yến cũng có nói về cái phần nhà thì do là ông bà thì hiện tại là cái nhà này là đất không phải là của ông bà mà là của người con nuôi của ông bà. Và thêm cái nữa là ông bà thì cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên rất nhiều cô chú Mạnh Thường Quân là có góp ý là mình không có xây nhà tường mắc tiền để dành tiền cho ông bà, chủ yếu là dưỡng già, tại ông bà lớn tuổi rồi không có còn lao động để kiếm được tiền nữa. Và cho nên mình cố gắng xây chi phí sao thấp nhất có thể để cho phần tiền còn lại ông bà có thể ăn uống thuốc thang đồ lúc tuổi già một mình. Dạ
Thì cho nên là hôm bữa mình cũng có nói là xây nhà thì ở phần bên hông là tường mình lên 1 mét, còn lại là mình xây tôn hết để tiết kiệm chi phí cho ông bà nha. Thì nhà của ông bà thì do cái phần đất thì nó cũng rất là nhỏ, cho nên mình xây chiều ngang chỉ có 4 mét thôi và chiều dài là 8 mét. Thì thật ra chiều dài á là đây nè cô chú anh chị, cái cọng dây này là 8 mét nè, là từ ngoài đi vô là 8 mét nè. Nhưng mà ở đây Yến không dám xây sát quá, khi mà xây sát quá thì nó nguy hiểm tại nó sạt lở của chú anh chị, cho nên là mình chỉ xây tới đây mình chừa 1 mét này cho an toàn cho ông bà nha. Rồi để cho chắc ăn, không có dám xây thêm, nếu mà mình xây thêm nữa thì rất là nguy hiểm, với lại Yến sợ là cái bức tường sau nó không có cứng nữa nha, cho nên mình xây tới đây thôi. Thì cái phần đất này thì mốt là mình cũng hơi khó, một cái là mình sẽ phải đổ nền rất là nhiều mới cao được. Thì cô chú anh chị thấy đó, đây là ở phía mặt tiền nè, thì cổng dây á mình căng á là tới đây của Yến nha. Mà một hồi Yến đi ra tới ngoài sau này, và cô chú anh chị thấy là bắt đầu cổng dây là càng ngày là nó sẽ càng cao hơn so với Yến này đó. Bây giờ là Yến đi ra tới ngoài sau này thì cổng dây nó lên tới trên đây luôn. Cô chú anh chị thấy cái nền phía sau là nó rất là thấp, cho nên nó là mình sẽ đổ thêm cát rất là nhiều ở phía sau này để cho nó bằng thẳng như ở trước luôn nha. Với lại họ có nói ở phía sau này mình phải làm nó cứng, không thôi là không cứng đó là nó sẽ bị sạt lở rất là nguy hiểm nha. Mặc dù mình đã chừa ra 1 mét cho an toàn rồi đó nha, thì họ cũng đang đào mấy cái móng để làm cột đồ các thứ. Thì do phần ở sau này là mình rất là thấp, cho nên mình phải đổ nền rất là nhiều cát và đổ cứng nó mới cao lên được bằng với ở ngoài trước. Và từ cái nền đó mình lên cao lên thêm 1 mét tường, rồi ở trên là mình sẽ dựng tôn. Và nhà này thì mình xây là vẫn có cấu trúc đầy đủ, thì chỉ có ông bà thôi, cho nên mình chỉ xây 1 phòng ngủ, nhưng mà vẫn có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh cho ông bà đầy đủ hết luôn, để cho sử dụng cho tiện lợi. Và ở sau mình cũng có làm một cái cửa sau cho ông bà, tại Yến thấy ông bà hình như là có nấu bếp củi nữa, cho nên ở sau này á ông bà có thể làm một cái bếp củi nhỏ nhỏ ở sau để nấu cũng được. Thì nhà này á là do mình xây nhà tường rồi kết hợp với tiền chế một chút, cho nên nó là có thể là xây chắc có thể là nếu mà lâu thì chắc cũng cỡ nửa tháng là trở lại thôi, Yến nghĩ không hơn nữa. Và thì nhắm chừng là như vậy, mong là thời tiết tốt, tại vì bây giờ đang vô mùa mưa rồi của chú anh chị. Và Yến cũng hồi nãy Yến có hỏi ông bà đó là trong thời gian xây nhà thì ông bà sẽ ở đâu, thì ông bà có nói là kiếm được nhà của người cháu để mà ở bên đó đỡ rồi trong thời gian này, rồi người ta cho ở không có cần phải mướn nhà hay là dựng chòi ở, tại vì Yến ở đây thì rất là chật, ông bà muốn dựng chòi thì cũng không có khu vực để dựng nữa. Rồi thêm cái ông bà lớn tuổi thì Yến cũng không muốn ông bà ngủ ngoài chòi, sương gió ban đêm mưa không có tốt cho ông bà nha. Cho nên là vật tư thì làm tới đâu mình kêu tới đó, chứ mình cũng không có kêu nhiều. Và Yến cũng có xin được một cái chị ở xóm để cho xin gửi vật tư đỡ, thì ông bà không có cần phải giữ ở đây, không cần ai giữ hết nha. Thì đó là cái phần xây nhà của ông bà. Nhà này về phần điện nước thì mình cũng yên tâm cái là ông cũng đã có điện, có nước máy luôn rồi, cho nên là lúc trong mà xây dựng thì cũng thoải mái lắm, không có gì hết. Đáng lý là hôm nay là mình khởi công hồi sáng sớm, nhưng mà tại vì hồi sáng là bị mưa, tới trưa nay bắt đầu mới có nắng để mình có thể khởi công nhà được nha. Hy vọng từ đây tới đó là đừng có mưa, để cho mau xây xong mau mau cho ông với bà dọn vô ở. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến đã hoàn thành làm khởi công nhà của ông bà, thì dự kiến là sẽ trong vòng là dưới 15 ngày thì chắc là sẽ hoàn thành. Thì tới khi hoàn thành Yến cũng sẽ đến quay cho cô chú anh chị xem. Yến cũng xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho ông bà có số tiền để làm lại căn nhà mới. Thì như hồi nãy Yến có đọc thì số tiền của ông bà là có tới hơn 92 triệu đồng, thì mình chỉ làm là một phần thôi, còn lại sẽ để dành cho ông bà dưỡng già. Thì sau khi mà xong thì Yến sẽ nhờ người con nuôi của ông bà chở ông đi làm cái tiết kiệm để cho ông bà giữ cái tiền đó, rồi có tiền để dưỡng già, để ăn uống thuốc thang đồ. Về cái phần đất thì Yến cũng xin thông báo với cô chú anh chị luôn, thì cái người con nuôi của ông bà thì anh này là Yến được biết thì anh rất là hiền và anh cũng rất là thương ông bà, cho nên là anh có tự ý là anh
làm một cái tờ giấy cho ông bà luôn để cho ông bà an tâm, cũng như là Yến cũng thông báo cho cô chú Mạnh Thường Quân cũng an tâm luôn, là anh nói là làm tờ giấy, một cái tờ giấy cam kết cho ông bà là cho ông bà ở cái xây nhà ở trên cái phần đất nhà của anh ở khi nào mà ông bà trăm tuổi luôn, không có lấy lại nhà lại. Giấy đó là làm cam kết đàng hoàng cho ông bà để cho ông bà yên tâm luôn. Dạ. Một lần nữa Yến xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho ông bà, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.